Rồi, hello các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại siêu thị xe máy Thịnh Vượng Phát, địa chỉ là ở 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho những bạn học sinh nào chưa đủ tuổi lái xe thì có thể lựa chọn mẫu xe Vespa của Espero này ha. Đây là Vespa 50 con khói. Do mình quay ở phía ngoài của cái chỗ đang gọi là chỗ này là đang chỗ dịch vụ các bạn, sửa xe này nọ kiểu á, nên nó hơi ồn tí xíu, các bạn thông cảm giúp cho mình nha. Đây, Vespa bên cửa hàng mình á rất là nhiều luôn, do là cái diện tích cửa hàng ở bên trong á nó khá là chật, nên là bên cửa hàng mình phải dựng ở chỗ sửa dịch vụ như thế này. Rồi, ở đây thì mình sẽ có cho các bạn màu đỏ, bạn nào thích thì có thể xem xe nha. Cái chỗ mà đèn LED chỗ này nè các bạn, thì khi mà các bạn mở chìa khóa lên á, cái đèn nó sẽ đổi màu, nhìn rất là đẹp, đi ban đêm mấy bạn đi cực kỳ đẹp, nó sẽ đổi màu giống như thú nhúng vậy đó các bạn. Rồi, ở đây là được sử dụng một cái đèn đề mi chỗ này, đèn xi nhan cũng là bóng đèn LED luôn. Và đèn chiếu sáng của nó, xe 50 thôi nha, nhưng mà đèn chiếu sáng cũng là đèn LED luôn. Đấy, cái chiếc màu trắng này á, các bạn nhìn cực kỳ giống với Vespa mà thiệt luôn, Vespa mà 125 này nọ kiểu ha, nhìn cực kỳ giống Vespa thiệt luôn. Đấy, đẹp chưa, rất là đẹp, không thể nào diễn tả được. Rồi, ở bên đây thì mình sẽ có là cái màu xám xi măng, xám xi măng ha, Vespa 150 phân khối xám xi măng đó, đẹp chưa. Ở đây thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó sẽ là 1,4 lít trên 100 km. Đó, các bạn có thể xem và mình có thể tìm hiểu cái mức tiêu hao nhiên liệu như vậy là thấy ổn chưa. Phải nói là nó đi chưa được 50 cây một lít, tùy vào cái mức độ chạy xe của các bạn nữa. Nhiều cửa hàng á, có thể là các bạn mua những cửa hàng nhỏ lẻ khác thì những chiếc Vespa này có thể có những giá bán khác nhau, nhưng mua một cái cửa hàng to và uy tín bên cửa hàng mình, có sửa dịch vụ, có sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì này nọ, kiểu thợ thầy này nọ, thì cái vấn đề mà hậu mãi là cái vấn đề quan trọng nhất. Còn để mua một chiếc xe mà cái giá thành nó rẻ hơn có 1-2 triệu thôi, nhưng mà chế độ hậu mãi sửa chữa này nọ không có, thì các bạn xe hư các bạn phải đi chỗ khác các bạn sửa, chứ không được bảo hành và được sửa chữa ngay tại cửa hàng như bên cửa hàng mình. Đấy, nên là mình phải lựa chọn những cái hàng nào lớn, uy tín, có độ hậu mãi khi mình mua xe, đúng không? Hư hao hay gì đó mà bắt đền còn được, sửa chữa hay thay đổi có vấn đề gì đó vẫn được, ok ha. Rồi, ở đây là màu đỏ nè, đây là màu xám, ở đây dưới đây thì mình sẽ có màu đen nhám. Trời ơi, cái chiếc đen nhám này mấy anh còn trai đi thôi đẹp cực kỳ xuất sắc, nhìn rất là sang luôn. Màu đen nhám, thấy không thích đen nhám thì có đen bóng bên đây, đen bóng bên đây đó. Nhưng mà riêng mình thấy là Vespa chỉ có màu trắng và màu đen nhám là nhìn nó giống Vespa nhất thôi. Đây các bạn xem nè, đẹp chưa, không bàn cãi được cái độ đẹp của chiếc màu đen nhám này luôn, nhìn như y như Vespa mà 125 luôn. Bây giờ để mình đi xa xa ra xíu cho các bạn xem ha. Đây, đẹp chưa. Rồi, thì những chiếc Vespa này á, bên cửa hàng mình nó sẽ có giá bán như thế nào một lát nói cho các bạn nghe. Bây giờ sẽ quay cho các bạn xem cái mặt đồng hồ, mặt đồng hồ full LED luôn, full LED luôn, do là chưa lắp bình nên mình không có mở cho các bạn xem được. Ở bên đây thì mình sẽ có là xi nhan nè, cốt pha nè, xi nhan nè, càng nè. Bên đây có luôn cái nút công tắc hai da ha. Thì khi mấy bạn á, mà đậu xe chỗ nào đó, hoặc là xe hư, hay là đi những đường trời mưa này nọ kiểu á, thì các bạn bật cái đèn hai da này lên để cho người ta thông báo cho mình biết là xe mình hư hay là mình đang xin đường hay là như thế nào đó. Ở đây là nút công tắc đèn đề, ok ha. Mặt đồng hồ full LED luôn, hơi bụi các bạn, dựng ngoài kho này hơi bụi. Đấy, rồi xe thì được trang bị chìa khóa hai chìa khóa cơ bình thường thôi, chứ không có đòi hỏi được tới smart key đâu các bạn. Đó, ở dưới đây thì mình sẽ có một hộp đựng đồ khá là to. Ê, hộp đựng đồ này nè, đựng thoải mái luôn, mấy bạn đựng điện thoại trong đây cũng được nè, đựng áo mưa hai bên được luôn, rất là rộng rãi ha. Rồi, ở dưới đây là phần cốp xe, mình sẽ mở cho bạn xem. Các bạn thấy bên mình gói xe kỹ không, sợ chày. Đây, sẽ mở cái này cho các bạn xem. Đấy, cốp xe, bình xăng thì nằm ở dưới nha các bạn. Cốp xe nó cũng khá là rộng, các bạn có thể đựng được hai cái mũ bảo hiểm nửa đầu luôn, rất là rộng. Mình sẽ đo cho các bạn xem, đây hơn một gang tay của mình, đựng được hai mũ bảo hiểm nửa đầu rất là sâu, đó là đi mà hai người yên tâm. Cô chú anh chị này mình mua xe này cho con cái đi học là vô tư thoải mái ha. Rồi,
xe này thì vẫn được trả góp lãi suất 0% luôn ha, nhưng mà với điều kiện là có thẻ tín dụng thì mới được trả góp lãi suất 0%. Còn những ai mà làm công ty có bảo hiểm, có bảng lương thì cứ đem lên đây, bên cửa hàng mình sẽ hỗ trợ mức trả góp lãi suất cực kỳ ưu đãi. Mấy bạn nữa mà chưa đủ tuổi để mình mua một chiếc xe này trả góp thì các bạn có thể nhờ ba mẹ đứng tên trả góp cho mình chiếc xe này vẫn được luôn. Và cái giá hiện tại của mẫu xe này ngay tại cửa hàng bên mình là bao nhiêu? Giá của nó hiện tại là 19 triệu đã bao gồm thuế VAT rồi nha. 19 triệu nha, đã bao gồm VAT rồi. Chắc chắn nói cái giá này ra thì nhiều bạn cũng sẽ thắc mắc, nó là thì thôi 19 triệu mua chiếc quay Alpha đi sướng hơn. Nhưng mà quay Alpha là 110 phân khối, các bạn chưa đủ tuổi thì đâu có thể đi chiếc xe này ra ngoài đường được. Rất dễ bị hỏi, 19 triệu cho chiếc xe 50 phân khối, các bạn đi 3 năm cấp 2 hoặc là 3 năm cấp 3 nữa thì các bạn đủ tiền luôn ha, đủ tiền luôn. Khi nào thi đại học đậu thì mình mua một chiếc xe khác xịn hơn, SH này nọ kiểu bla bla đấy. Rồi ở đây phần đèn đuôi của nó nè, đèn đuôi rất là nhọn, rất là vuông nha, nhìn rất là đẹp, rất là sang. Nữ đi mặc váy, mặc áo dài đi cũng đẹp, nam đi cũng đẹp luôn. Cô chú anh chị nào mua cho ba mẹ để đi chợ ha, cũng được luôn, rất là đẹp. Tay dắt màu đen nhám, đèn xi nhan LED, đèn stop LED, không gì bạn cãi hết. Chỉ có là nó không có thắng ABS thôi, nhưng mà nó vẫn sử dụng là cái thắng đĩa nha các bạn, vẫn đi thắng đĩa, xe này cũng đi thắng đĩa nha. Đấy, thắng đĩa đàng hoàng. Rồi còn trả trước thì mình trả bao nhiêu phần trăm? Trả trước á, thì các bạn có thể đưa cho mình khoảng tầm là 19 triệu thì đưa cho mình khoảng tầm là 4 triệu là lấy xe về được. Bắt quá thì đưa 2 triệu thôi cũng được luôn, 2 triệu hoặc 4 triệu là lấy xe về được. Còn 50% thì các bạn sẽ được nhận cà phê gốc mang về. Ok ha. Nói chung là các bạn nào mà mình chưa đủ tuổi thì đây là chiếc xe để các bạn lựa chọn, rất đẹp, rất sang. Đó, mặc được màu trắng và màu đen nhám. Mua xe tại cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Vượng Phát thì các bạn sẽ được tặng một cái phiếu bốc thăm trúng thưởng. Biết đâu là mấy anh chị mua xe cho con á, hay 3 tháng bên cửa hàng mình sẽ tổ chức một cái bốc thăm trúng thưởng một lần, giải đặc biệt là chiếc Honda Vision. Biết đâu mình là người trúng được chiếc Honda Vision, mua cho con xe 50 mình trúng luôn chiếc Honda Vision. Ngoài cái giải Honda Vision ra thì bên cửa hàng mình á còn những cái giải như là tivi, tủ lạnh, máy giặt rất là nhiều luôn cho các bạn ha. Và ngoài những cái chiếc Vespa này 50 phân khối này ra bên cửa hàng của mình á, còn những cái chiếc như là Cup 50, Rim 50, Quay 50, rất nhiều. Rea, Tayga khó luôn, đầy ở trong kia. Thì các bạn nào mà muốn xem về xe 50 phân khối thì hãy lên trên 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để được xem xe, ngồi thử xe và chiêm ngưỡng nha. Rồi, thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh Cua Vlog 61 nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo. Chúc các bạn một buổi tối xem video thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.